Liên quan đến vụ tấn công thành phố Nice của Pháp, cảnh sát nước này vừa cho hay đã bắt giữ thêm hai đối tượng có mối liên hệ với kẻ thực hiện vụ tấn công bằng xe tải tại thành phố này và khiến ít nhất 84 người thiệt mạng. Theo Reuters, danh tính hai nghi can bị bắt không được cảnh sát tiết lộ. Tuy nhiên, thì nguồn tin từ các nhà chức trách xác nhận đó là một người đàn ông và một người phụ nữ sống tại thành phố Nice. Cho đến nay, nghi phạm số 1 vẫn là Mohamed Lahouai Sheboulen, 31 tuổi, gốc Tunisia. Theo lời các nhân chứng, y lái xe tải đông lạnh 19 tấn, chạy đường zig zag với tốc độ cao và tông vào đám đông đang đứng xem pháo hoa mừng Quốc Khánh. Hiện cảnh sát Pháp vẫn chưa xác định được động cơ của vụ tấn công. Trước đó, cơ quan chức năng Pháp cũng bắt giữ 5 đối tượng, bao gồm cả người vợ đã ly thân của kẻ tấn công. 5 người này hiện vẫn bị giam giữ.